Chào anh em, đây là kho máy nhiều quá chừng luôn nha. Rất nhiều nha, rất nhiều máy đẹp. Nhỏ lớn nè, mình sẽ giới thiệu nhỏ lớn đầy đủ hết nha. Sơ là mấy cái nhỏ đây, mấy cái lớn sau nha. Anh em đồng hành, cảm ơn em đồng hành cùng mình từ trước tới giờ. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới ra hàng ngày. Đây, trước mặt anh em là một em 3T75. Tên model máy thủy là 3HMK nha. 24 mã lực, 3000 tua. Rất là đẹp nè, bê tông 75 ly. Chưa đủ luôn, rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Kế bên đây là một em 4JH50 mã lực nha. 4JH50 mã lực, hộp số đầy đủ luôn nha. Em này chưa rửa gì hết, từng cả tất cả tình trạng là riêng riêng trả giá hết. Hộp số em này là 3.13. Bê tông 78 ly nha, 50 mã lực, 3.500 tua. Đây là một em 2GM. Rất là đẹp nha. 2GM em này à, long lanh lấp lánh luôn. Rất cực kỳ mới. Bê tông 72 ly nha, 16 mã lực nha. Đây là 3JH. 3JH này là 32 mã lực, 3.400 tua, rất là đẹp. 32 mã lực, 3.400 tua, rất là đẹp. Hộp số chuyền 3.13 luôn. Này là 4 xăng nè, FD35 nè. 130 mã lực, 3.300 tua nha. Xài đuôi dít lớn luôn. Đây, còn nhiều máy nữa giới thiệu anh em luôn. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Hàng mới về tối đêm hôm nè, rất nhiều nè. Mình tép, chuẩn bị tép sơ cho anh em nha. Trước khi tép mình giới thiệu sơ nha. Có cô Mitsu tắc 22 nha, cô Mitsu tắc 17. 400 ngoài ngựa. Yamaha 400 mã lực rồi. Cô Mitsu tắc 08 có nha. 40 kép ô có rất nhiều loại, 4BH nữa. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những chi tiết máy rõ ràng hơn nha. CH là đầy đủ rất nhiều hàng luôn. Mình giới thiệu sơ cho anh em. Có vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Ra địa chỉ 688/2 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Sài Gòn nè. Rất nhiều máy. Isuzu tắc bên đây là Isuzu nè. 4 Isuzu 4 BG1 nha. Không tục bô. 4 Isuzu tục bô, bắt tông tắc 05 nha. Em này thì cao ngựa, người quên rõ là ngựa nhiều rồi, quên mất chính xác ngựa rồi. Em này là 4LM 48 mã lực, bê tông tắc bê tông 915, hộp số chuyền bao nhiêu đây, 3.19. Kế bên này là Yamaha nha, 6 Yamaha 185 mã lực, rất là đẹp nè, bê tông tắc 6 nè, long lanh, chưa rửa nha. Rất đẹp. Đây là 6 Komatsu tắc 17 nha. Từ 2 410 mã lực, rất là đẹp. Hộp số chuyền 2.92 nha. Mới về chưa rửa đâu. Long lanh. Nguyên kiện luôn. Rất liền lạc nha, chưa rửa rất là đẹp. Komatsu 410. Đây là 6 CX nha. 6 CX 360 mã lực nha. Rất là đẹp nè, chưa rửa luôn, cũng liên kiện luôn. Tầm tắc 1 nha. Không biết hộp số chuyền bao nhiêu đây. Hộp số chuyền em này là 2.91. Hộp số chuyền 2.91 nha, chưa rửa. Đây, kế bên này là 4 Yamaha 4BH 90 mã lực, 2.800 xu, bắt tầm 95 ly. Hộp số chuyền bao nhiêu ta để gọi số chuyền nha. Hộp số chuyền này 3.05, bắt tầm 95 ly nha. Nguyên kiện luôn, bên nhập vào các đồng. Và kế bên đây là 6 Komatsu tắc 22 nha, rất là đẹp nè. Đây 3JH nguyên kiện luôn, long lanh luôn. Tầm 84 ly, 32 mã lực, 3.400 tua nha. Đây là 40 kép ô, 175 mã lực nè, tắc 04 nha. 4JM 45 mã lực tục bô, xe 240 86 ly, 43 lực. 6 Komatsu. 6 Komatsu này là một. Cái này là 200 số cô tốc 1, 220 mã lực nha. 4 Yamaha, 6 Yamaha chuyên dùng câu tốc nha, 2 tục bô.
này đợt cao mình cũng chưa biết có tăng bao nhiêu nữa, nhưng mà 420 mã lực. Đây, đây là 6 Komatsu tắc là 08 nha, 382 mã lực. Đây là con 640H nữa, 90 mã lực nữa, 40H 90 mã lực nữa, có tầm 95 ly nha. Đây là 6GX 430 mã lực. Đây kế bên đây là 3LM 40 mã lực nha, số 2 nồi nha. Tình trạng là rin trả đã dết hết, về Việt Nam chưa rửa hết. Mình giới thiệu sơ nhiều máy nữa, nhiều máy. À, anh em nhớ cứ theo dõi nha, mình đang tép nổi cho anh em nè. Một con nè, cảm ơn anh em đồng hành cùng mình nha.